Chương trình này được bảo trợ bởi Hightech Builder, công ty xây dựng rất được ưa chuộng bởi cộng đồng người Việt tại Sydney. Đến với Hightech Builder, quý vị sẽ được hướng dẫn tận tình mọi thủ tục về xây cất. Đồng thời, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc thiết kế một căn nhà sao cho phù hợp với thị hiếu của chủ nhà. Ngoài ra, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ nhân viên xây dựng chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng cả về quá trình xây dựng lẫn vật liệu xây dựng. Hightech Builder, nơi đáng tin cậy để xây dựng một căn nhà mơ ước cho mọi gia đình. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tiểu bang New South Wales tiếp tục ghi nhận nhân số nhiễm bệnh ở mức cao kỷ lục là 1.290 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong khi Victoria và ACT thì đã có sự cải thiện đôi chút với 73 ca tại Victoria và 12 ca tại ACT. Ngoài ra, New Zealand cũng đã có sự giảm hạ với 53 ca nhiễm mới. Các chuyên gia hiện đang chờ đợi quyết định của Thủ tướng Ardern về việc duy trì hay chấm dứt chiến lược zero ca nhiễm cộng đồng. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Hai ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua. Tiểu bang New South Wales tiếp tục lập kỷ lục mới với 1.290 ca nhiễm đã được ghi nhận ngày hôm nay, tức là cao hơn 72 ca so với 1.218 ca nhiễm ngày hôm qua Chủ nhật. Ngoài ra thì hôm nay New South Wales cũng đã có thêm 4 ca tử vong, cùng với 6 ca tử vong ngày hôm qua, nâng tổng số các trường hợp tử vong vì COVID-19 tại New South Wales từ ngày 16 tháng 6 đến nay lên mức 93 người. 6 ca tử vong ngày hôm qua gồm 3 người ở lớp tuổi 70 và 3 người ở lớp tuổi 80, tất cả đều đã tử vong tại bệnh viện. Trong khi 4 ca tử vong ngày hôm nay bao gồm một người đàn ông ở lứa tuổi 50 tại thị trấn Double, và đây cũng là ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại vùng nông thôn, trong khi 3 nạn nhân còn lại là 2 cụ ông ở lứa tuổi 70, một người đã tử vong tại bệnh viện Westmead và người kia đã tử vong tại trung tâm y tế, cũng như một cụ ông ở Meredith House, và nạn nhân còn lại là một phụ nữ ở lứa tuổi 60 đã tử vong tại bệnh viện Cumberland Hospital. Y sĩ trưởng Kerry Chen tiếp tục nêu quan ngại về việc lây nhiễm đông đảo tại 7 vùng ở phía tây nam Sydney, bao gồm Guildford, Maryland, Auburn, Greenacre, Yarguna, Punchbowl và Blacktown. Với 1.290 ca nhiễm mới hôm nay, cũng là ngày có số ca nhiễm cao nhất, không những là tại New South Wales, mà đây cũng là kỷ lục tại Úc kể từ đầu mùa dịch đến nay. Tuy vậy, thủ hiến Gladys Berejiklian vẫn tiếp tục xác nhận là nhân số nhiễm bệnh sẽ lên xuống hàng ngày, và 1.290 ca vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Tuy nhiên, nguồn tin tích cực là New South Wales đã sử dụng hơn 6.800.000 liều vaccine tính đến chiều tối hôm qua, với hơn 75% cư dân đã chủng ngừa một liều, và nhân số chủng ngừa đủ hai liều là 36%. Với tiến độ chủng ngừa như thế này, thì có lẽ New South Wales sẽ sớm đạt được mục tiêu 70% cư dân chủng ngừa vào giữa tháng 10 sắp tới. Hiện nay tại New South Wales đang có 840 người đang được chữa trị tại bệnh viện. Trong số này có 137 người đang bị bệnh nặng và phải chữa trị tại khu khẩn cấp ICU. Trong đó có 48 người đang sử dụng máy trợ thở. Theo lời phó y sĩ Jeremy McAnulty, thì trong số 137 tại ICU có 123 bệnh nhân chưa chủng ngừa. 13 bệnh nhân đã chủng ngừa một lần và chỉ duy nhất một bệnh nhân đã chủng ngừa đủ hai liều. Cũng theo lời bác sĩ Mark Arnoldi, thì việc chủng ngừa là cần thiết nhưng không thể bảo vệ 100%. Theo các giới chuyên gia thì việc chủng ngừa chỉ có thể đem lại mức bảo vệ ở mức độ 90% mà thôi. Ngoài ra, dấu vết virus COVID-19 cũng đã tìm thấy trong nước thải tại thị trấn Double, Byron Bay, Cooma và Thamesworth. Thị trấn Double nói riêng và vùng miền Tây tiểu bang New South Wales nói chung đã có 60 ca nhiễm ngày hôm qua. Nhưng vùng miền Tây của tiểu bang không phải là nơi duy nhất mà dịch bệnh đang lây lan. Tại vùng phía nam thủ phủ Sydney, tức là Illawarra, bao gồm cả thành phố Wollongong, cũng đã có 13 ca nhiễm được loan báo ngày hôm qua, và đây là nhân số nhiễm bệnh trong một ngày cao nhất tại vùng này. Trong số này đã có 5 ca nhiễm tại Wollongong. Trong khi đó, thì tại vùng Shoalhaven,
cũng đã có 7 ca nhiễm trong cộng đồng, mà 2 ca trong số này vẫn đang còn được điều tra. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Victoria trong 24 giờ qua. Tiểu bang Victoria đã có 73 ca nhiễm mới ngày hôm nay trong tổng số hơn 41.395 người tự nghiệm, tức là thấp hơn so với 92 ca nhiễm của ngày hôm qua Chủ nhật. Và 92 cũng là số ca nhiễm cao nhất kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2020, khi mà Victoria đã có 110 ca nhiễm vào ngày hôm đó. Cũng vì số ca nhiễm quá cao ngày hôm qua mà Thủ hiến Daniel Andrews cũng đã tuyên bố là tình trạng phong tỏa tại Victoria không thể chấm dứt vào ngày 2 tháng 9, tức là vào thứ Năm tuần này. Tuy nhiên, việc kéo dài phong tỏa sẽ diễn ra như thế nào thì vẫn chưa được công bố. Trong số 92 ca nhiễm ngày hôm qua Chủ nhật, thì có 63 ca là có liên hệ đến những trường hợp dương tính đã biết. Phần lớn những ca nhiễm mới đã xảy ra tại vùng phía Bắc và phía Tây thủ phủ Melbourne, là nơi có rất đông người Việt cư ngụ. Hiện nay, danh sách các địa điểm có quan tâm đã lên trên mức 900 nơi. Trong khi đó, thì trong số 73 ca nhiễm mới hôm nay, có 52 ca là có liên hệ đến các trường hợp dương tính đã được biết trước, trong khi 21 ca còn lại là những ca bí ẩn và vẫn còn đang được điều tra. Ngoài ra, thì Viện Dưỡng Lão Echuca Communities, với 92 cụ ông và cụ bà đang sinh sống, cũng nằm trong số những địa điểm có quan tâm gọi là Tier 1. Điều này có nghĩa là tất cả những ai đã từng đến viện dưỡng lão này từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 13 tháng 8 vừa qua đều được yêu cầu thử nghiệm và sống cách ly 14 ngày. Về phương diện sinh hoạt chính trị, thì chính phủ lao động tiếp tục đóng cửa quốc hội thêm một tuần nữa. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Canberra trong 24 giờ qua. Lãnh thổ thủ đô ACT ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới. Trong số này, 6 ca là có liên hệ đến các ca dương tính đã biết trước đây, 4 ca đang được điều tra, trong khi 2 ca còn lại vẫn là bí ẩn, vì các chuyên gia chưa tìm thấy sự liên hệ gì. Cũng trong số 12 ca nhiễm mới này thì chỉ có 2 ca là đang sống trong tình trạng cách ly và 10 ca còn lại là lây lan bên ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca dương tính tại Canberra lên thành 262 người. Trong số này có 12 người đang được chữa trị tại bệnh viện và 3 người đang bị bệnh nặng và phải chữa trị tại khu khẩn cấp ICU. Trong khi đó, thì hôm qua, Thủ hiến Andrew Barr đã loan báo là lãnh thổ thủ đô ACT đã có thêm 13 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Với con số nhiễm bệnh trong cộng đồng là 5 trong số 13 ca nhiễm hôm qua, chính quyền lãnh thổ ACT chưa thể dứt khoát cho biết là sẽ kéo dài hay chấm dứt tình trạng phong tỏa vào ngày 2 tháng 9, tức là thứ Năm tuần này. Trong số 11 địa điểm được quan tâm, có cả khu thương mại Ansley Village và nhà hàng Murchie Indian Restaurant, là hai nơi có rất đông người lui tới. Trong khi đó, thì chính phủ ACT đang bắt đầu cho phép một vài ngành sinh hoạt được phục hồi, kể cả sinh hoạt trong lĩnh vực xây dựng, mà việc phong tỏa đang tạo ra nhiều khó khăn. Bởi vậy, Thủ hiến Andrews Barr nói rằng, kể từ thứ Sáu tuần này, ngày 3 tháng 9, ngành xây dựng sẽ dần dần được phép hoạt động trở lại. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Nam Úc, Queensland và Tây Úc trong 24 giờ qua. Hôm qua, y sĩ trưởng Nam Úc, bác sĩ Nicola Spurio, đã bày tỏ quan ngại là các địa điểm sinh hoạt công cộng, đặc biệt là tại các vùng thôn quê bên ngoài thủ phủ Adelaide, thì số người sử dụng mã QR code vẫn còn rất thấp và điều này tạo nên nhiều rủi ro. Trong khi đó, thì hai tài xế xe tải từ New South Wales đã từng chạy xuyên qua Nam Úc, sau đó đến Tây Úc và đã thử nghiệm dương tính vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Hậu quả của việc này là gần 100 cư dân Nam Úc được coi là có tiếp xúc gần với hai tài xế xe tải này, nên đã bị thử nghiệm và sống cách ly. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì Nam Úc vẫn chưa có ca nhiễm nào có liên hệ với hai tài xế xe tải này. Còn tại Tây Úc, sau khi phát hiện hai tài xế xe tải bị dương tính vào ngày 25 tháng 8, đến nay Tây Úc đã rất may mắn khi không có thêm ca nhiễm nào trong cộng đồng. Mặc dù đã có 24 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác nhận, và tất cả 24 người này đã lập tức được yêu cầu sống cách ly. Tiểu bang Queensland tiếp tục có thêm một ngày Donut Day nữa, tức là Queensland đã không có ca nhiễm nào. Mặc dù vậy, tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Queensland và New South Wales tiếp tục gia tăng, khi mà sáng nay hàng trăm xe tải đã tạm ngưng hoạt động sau khi chính quyền lao động tại Queensland yêu cầu tất cả các tài xế xe tải từ Sydney muốn vào Queensland cần phải chứng minh là đã chủng ngừa ít nhất là một liều. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New Zealand trong 24 giờ qua. New Zealand đã ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới ngày hôm nay, trong khi ngày hôm qua, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng đã loan báo là New Zealand đã có thêm 83 ca nhiễm mới,
nâng tổng số người nhiễm dương tính trong đợt bùng phát lần này lên mức 564 người. Nhắc lại, New Zealand là quốc gia duy nhất trên thế giới đã theo đuổi chính sách diệt trừ hoàn toàn virus COVID-19, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng lây lan, đặc biệt là của chủng biến thể Delta. Mặc dù New Zealand đã phong tỏa hoàn toàn từ ngày 17 tháng 8 vừa qua, theo bác sĩ Ashley Bloomfield, thì trong số 83 ca nhiễm ngày Chủ nhật, có 82 ca đã xảy ra tại Auckland và chỉ có một ca nhiễm là tại thủ đô Wellington. Như vậy là tại Auckland đã có 496 ca nhiễm và 15 ca tại Wellington. Trong khi đó, thì toàn bộ 53 ca nhiễm mới hôm nay đều đã xảy ra tại Auckland. Trong tổng số ca nhiễm, có 430 ca là có liên hệ với nhau về phương diện dịch tễ học. Thủ tướng Ardern đã kéo dài tình trạng phong tỏa toàn thể New Zealand ở mức độ level 4 cho đến ngày mai thứ Ba 31 tháng 8. Sau ngày 31 tháng 8, thì từ Auckland trở về đảo Nam sẽ tiếp tục bị phong tỏa ở mức độ cao nhất là level 4, thêm 2 tuần lễ. Trong khi từ Auckland trở về đảo Bắc, thì việc phong tỏa sẽ giảm hạ xuống level 3. Bác sĩ Bloomfield nói rằng, sự phong tỏa tại New Zealand là cần thiết, vì nếu không có sự phong tỏa này, thì dịch bệnh tại New Zealand có thể đã gia tăng lên mức độ tương tự như tại New South Wales. Đại dịch COVID-19 tại New Zealand, màn thử lửa cho chiến lược zero ca nhiễm cộng đồng. New Zealand vẫn là một trong số những quốc gia hiếm hoi duy trì chiến lược diệt trừ virus, tức là zero COVID. Thế nhưng với sự xuất hiện của chủng biến thể Delta tại New Zealand vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, thì mọi thứ đã khác, sau khi New Zealand đã liên tục ghi nhận số ca nhiễm gia tăng. Mặc dù cho đến thời điểm này, thì New Zealand đã phong tỏa toàn quốc ở mức độ cao nhất, tức là level 4. Nhắc lại là vào hôm 17 tháng 8, New Zealand đã phong tỏa toàn quốc sau khi ghi nhận đúng một ca nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Jacinda Ardern được khuyến cáo, trong khoảng 8-10 ngày sau đó, số ca bệnh sẽ đạt đỉnh. Thế nhưng có lẽ những diễn biến mới nhất cho thấy các tính toán của chính phủ New Zealand đã chật đường ray, vì số ca nhiễm sau 2 tuần phong tỏa không những không giảm hạ, mà còn đang gia tăng ở mức đáng báo động. Sau hơn 18 tháng sống trong COVID-19, một số quốc gia bao gồm Vương quốc Anh cũng đã chấp nhận thực tế, có lẽ họ không bao giờ có thể khiến con virus COVID-19 biến mất mãi mãi. Thay vào đó, họ phải tìm cách hợp lý để sống chung với nó. Tuy nhiên, so với nhiều nước, thì New Zealand có một số lợi thế nhất định khi áp dụng cách làm này. Họ có một nền kinh tế hiện đại, vững mạnh, dân số của họ ít, chỉ có khoảng 5 triệu người. Điều này khiến việc tung các khoản tài chính hỗ trợ người dân mỗi khi phong tỏa không quá khó khăn. Đồng thời, chuyện bóc tách các ca nhiễm khỏi cộng đồng hay tổ chức cách ly cũng dễ hơn. Dù vậy, việc phong tỏa đất nước cũng có cái giá của nó, vì hiện có khoảng 1 triệu người New Zealand đang sống rải rác trên khắp thế giới, trong đó khoảng 600.000 người ở Úc. Khi New Zealand quyết định phong tỏa quyết liệt, thì rất nhiều người dân nước này phải xa bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra, nền kinh tế cũng gánh chịu hậu quả khi lượng du khách đến New Zealand trong tháng 1 năm 2021 ít hơn 98% so với cùng kỳ năm trước. Vũ khí lợi hại nhất của New Zealand khi theo đuổi chiến lược chống dịch này nằm ở người dân. Theo CNN, có vẻ người dân ở đây không sốt sắng lắm với chuyện tái kết nối với thế giới, khi mà một cuộc khảo sát gần đây của Sticky Beck cho thấy rằng người dân đồng tình với chính phủ như thế nào. 84% người được hỏi cho biết họ ủng hộ đợt phong tỏa lần này của chính phủ. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.